Kem trị nám Mela M là một sản phẩm chăm sóc da được rất nhiều người tin dùng. Nám da là một vấn đề khá phổ biến và khiến cho nhiều người mất tự tin về ngoại hình của mình. Với công thức đặc biệt, kem trị nám Mela M đã giúp nhiều người giải quyết được vấn đề này. Bởi vì là sản phẩm đem lại nhiều công dụng, tuy nhiên việc sử dụng không đúng cách sẽ không phát huy được hết công dụng tuyệt vời của em kem trị nám Mela M này đâu nhé. Chính vì vậy, hãy cùng shop theo dõi video bên dưới để biết cách sử dụng kem trị nám Mela M này sao cho đạt được hiệu quả, công dụng tốt nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt. Kem trị nám Mela M là một sản phẩm chăm sóc da chuyên biệt được thiết kế để giúp giảm thiểu các vết nám, tàn nhang và các đốm đen trên da. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, người dùng cần tuân thủ đúng cách sử dụng sản phẩm như sau. Bước 1. Làm sạch da. Trước khi sử dụng kem trị nám Mela M, người dùng cần làm sạch da mặt bằng cách rửa mặt với nước ấm và sử dụng sữa rửa mặt. Sau đó, lau khô da mặt bằng khăn mềm và sạch. Bước 2. Sử dụng sản phẩm. Lấy một lượng kem vừa đủ và thoa đều lên vùng da bị nám, tàn nhang hoặc đốm đen. Massage nhẹ nhàng trong khoảng 1 đến 2 phút để sản phẩm thẩm thấu sâu vào da. Bước 3. Sử dụng thường xuyên. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, người dùng nên sử dụng kem trị nám Mela M hàng ngày, đặc biệt vào buổi tối trước khi đi ngủ. Ngoài ra, người dùng cần bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời bằng cách sử dụng kem chống nắng và đeo mũ bảo hiểm khi ra ngoài trời. Không sử dụng kem trị nám Mela M trên vùng da bị viêm, chảy xước hoặc bị dị ứng. Tránh tiếp xúc với mắt và miệng. Nếu sản phẩm gây kích ứng hoặc phát ban, ngưng sử dụng ngay lập tức và tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ da liễu nhé. Kem trị nám Mela M hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị nám Mela M hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.